À, xin mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 Và thiêu âm lịch hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Mậu Dần tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim Quỹ giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, thuộc Ngọc Đường giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thi lao giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần. về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ ngày mậu dần tức chi khắc can nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày hung vài nạp âm thành đầu thổ kỵ tuổi nhâm thân giáp thân ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành thủy không sở thổ. Ngày dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân hình tỵ, hải thị phá hợi và tuyệt dầu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh thân, giáp thân, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ, về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao minh tinh tốt mọi việc sao ngũ phú tốt mọi việc sao lục hợp tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao hoang vu xấu mọi việc sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ sao ngũ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi, an táng. và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc, tránh xuất hành theo những hướng xấu như là hướng hắc thần, hướng chính tây nhé. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Tý sẽ bắt đầu được ổn định hơn trước nhờ có sự tác động của chính quan chiếu mệnh, đặc biệt là trong những lĩnh vực mối quan hệ mới tại nơi làm việc. Bạn tuổi Tý đã nhanh chóng chiếm được tình cảm từ mọi người xung quanh và nhận được sự giúp đỡ kịp thời mỗi khi bạn gặp phải khó khăn nữa. Công việc của bạn tuổi Tý được thuận lợi, bạn cũng sẽ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn khi tình hình tài chính của mình vẫn đang trên đà phát triển. Và nếu như bạn đang kinh doanh buôn bán, bạn sẽ đem về cho mình một khoản tiền khá lớn Tuy nhiên với bạn tuổi Tý cũng nên có kế hoạch quản lý về tài chính cho thật cẩn thận, kéo mọi công sức của bạn lại đổ sông đổ bể nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy sinh cho mộc, cái điều này cũng mang lại cho bạn có được sự in ổn trong chuyện tình cảm của bản mệnh. Tình yêu dù không phải lúc nào cũng có được sự thăng hoa, nhưng nhìn chung hai bạn đều đang rất hài lòng về đối phương, tình cảm không có gì đáng phải lo ngại cả. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, công việc dần ổn định hơn, quan hệ xã hội làm việc ở nơi công sở được tốt. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, nhanh chóng chiếm được tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, tình hình tài chính vẫn đang trên đà phát triển. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên có kế hoạch quản lý về tài chính cẩn thận, duy trì về tài lộc lâu dài. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc tình duyên ổn định, đôi bên hài lòng về đối phương. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 30, số 34, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và đây là điều cảnh báo cho bạn tuổi sửu về những rắc rối mà bạn có thể gặp phải nếu như bạn để cho tính khí nóng giận và thiếu đi sự kiên nhẫn của mình điều khiển lý trí thay vì mất bình tĩnh với bạn tuổi Sửu hãy kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân của mình nếu như bạn muốn các cuộc tranh chấp và xung đột lắng xuống nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu mọi việc thường được phóng đại lên dưới sự suy diễn của bạn. Vì thế, bạn hãy học cách nhìn vào bản chất của vấn đề. Chỉ khi đó, bạn mới tìm ra được hướng giải quyết cho những sự cố mà mình đang gặp phải. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ và đây là điểm báo xấu trong chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn, chuyện tình cảm đang có dấu hiệu bị nguội lạnh, mâu thuẫn liên tiếp xảy ra khiến cho bạn và đối phương dần cảm thấy mệt mỏi và muốn cho nhau lối đi riêng. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, bạn hãy học cách sửa chữa và thay vì phá bỏ mối quan hệ này bạn tuổi Sửu nhé về tử vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim chớ để cho tính khí nóng giận hiếu thắng thiếu đi sự kiên nhẫn điều khiển lý trí tử vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy kiểm soát cảm xúc cá nhân để tránh xung đột xảy ra tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc mệnh hỏa nên học cách nhìn vào bản chất của vấn đề tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ tình cảm có dấu hiệu nguội lạnh cần phải hâm nóng kịp thời. tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, đôi lứa ngày càng mệt mỏi vì mâu thuẫn xảy ra liên min. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 11, số 37, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi ngọ. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần nhận được sự nâng đỡ của các thần là thiên ấn trong ngày hôm nay và nếu như bạn có sự chủ động hơn trong mọi công việc thì đây là thời điểm để cho bạn có được những điều mình mong muốn. Nhưng để gặt hái được thành công, đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung hơn và chính xác hơn trong từng khía cạnh của mọi vấn đề nữa. Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh với bạn đang có được vận quý nhân mai mối cho những bạn đang còn độc thân thông qua các mối quan hệ xã giao sẽ gặp được người phù hợp với mình. Còn người đã có đôi có cặp, đã có gia đình rồi thì tình cảm vợ chồng, chăn ấm ngoài êm, hiểu nhau, con cái ngoan ngoãn, gắn bó với cha mẹ nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm tân Sửu với bà tuổi dần đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao tiểu hào, sao ngũ hư, sao hà khôi, sao hoang vu. Vì vậy, với bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng như thế là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng có giá trị nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự chủ động trong công việc đạt được điều mình mong muốn, tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải làm việc chăm chỉ hơn, tập trung và chính xác hơn. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân có thể tìm được một nửa của mình thông qua các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tình cảm vợ chồng mặn nồng, hiểu ý của nhau. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim tránh tiến hành những công việc quan trọng trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 10 số 40 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho con đường công danh của bạn có được những bước thăng tiến bất ngờ với bà tuổi mão may mắn gặp được đúng thời thế bạn được quý nhân nâng đỡ cho nên có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của mình nhé và thời điểm này không chỉ làm tốt công việc hiện tại mà bản mệnh tuổi mão còn có được định hướng cho tương lai. Bạn cũng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng những đường đi nước bước của mình để phát triển bản thân mình, có thể mở rộng công việc, phát triển quy mô, thu về thêm thành quả. Bạn tuổi mão cũng không ngừng học hỏi và trao dồi, trao dồi cho bản thân mình để thoải mái ứng phó với những vấn đề có thể phát sinh trong tương lai nữa nhé. Ngày này với bà tuổi mạo cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho họ vượng. Cái điều này cũng cho thấy cái chuyện tình cảm lứa đôi cũng đang duy trì ở mức hài hòa. Rõ ràng vẫn có những lúc không tránh khỏi đôi co, mâu thuẫn nhưng sau cùng tất cả đều tan biến nhanh, không khí gia đình lại trở về yên bình, đầm ấm. Còn đối với những bạn đang quản độc thân tạm hài lòng với mối quan hệ hiện tại mình đang có vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy con đường công danh có được những bước thăng tín bất ngờ từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được vận quý nhân nâng đỡ nên có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên định hướng nghiên cứu kỹ lưỡng những đường đi nước bước phát triển phù hợp cho tương lai của mình từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc hãy không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức thêm cho bản thân từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình cảm lứa đôi duy trì ở mức hài hòa đối với những bạn đang còn độc thân, hài lòng với hiện tại. và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 43, số 66, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi mão. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có được sự tập trung cao độ cho công việc mà mình đang làm nhờ có được sự tác động của thực thần chiếu mệnh. Bạn tuổi thìn sự thể hiện chuyên nghiệp như hiện tại bạn sẽ nhanh chóng được cấp trên tin tưởng và giao thêm cho nhiều trọng trách quan trọng nữa nhé trong công việc với bà tuổi Thìn khá chi là quyết đoán và sáng suốt. Thế nhưng chuyện tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay không phải là sợ trường của bạn. Căng thẳng trong cuộc sống là điều hiển nhiên nhưng với bạn lại không thể kiểm soát được mình. Dùng tiền như một cách để giải tỏa tinh thần, việc làm này có thể sẽ khiến cho bạn trở nên rộng túi trong thời gian tới. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bà Tú Thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc và đây là điểm báo cho bạn trong chuyện tình cảm với bạn ngày hôm nay không êm ấm cho lắm. Đôi lứa vì nhiều nguyên nhân mà thường hay xảy ra cãi cọ. Chủ yếu cũng là do hai bạn dành quá ít thời gian cho nhau khiến cho khoảng cách càng ngày càng lớn dần. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa thể hiện sự chuyên nghiệp khi có được sự tập trung cao độ trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ được cấp trên tin tưởng và giao thêm cho nhiều trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tránh dùng tiền chỉ để giải tỏa về tinh thần trong những lúc căng thẳng. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình cảm xa cách đôi lứa thường hay xảy ra cãi cọ tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy các cặp đôi nên dành thêm thời gian cho nhau và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 12, số 51, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn. Tử vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi điều này làm cho bạn đang có điểm báo tiểu nhân giáng họa do đó với bà tuổi tỵ cần phải thận trọng hơn trong cách hành sự của mình ngày hôm nay sự nóng nảy có thể khiến cho bạn có thêm nhiều kẻ thù mà không hay biết rất dễ làm phật lòng người khác bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này, bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, càng đẩy thành công ra khỏi tầm tay với bạn. Liên tiếp là những rắc rối không đáng có, như đang thách thức giới hạn chịu đựng của bản thân bạn. Áp lực là điều bạn không thể tránh khỏi, vì vậy với bạn tuổi tỵ nếu như bạn nên thay vì muốn bỏ cuộc, bạn nên bình tĩnh giải quyết chúng từng chút một nhé. Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà Thủ Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của các cặp đôi trong ngày hôm nay lại có được sự hài hòa, gia đạo, yên bình. Tuy nhiên, tình cảm của những cặp vợ chồng lâu năm rồi cũng dần nhạt phai, mất đi sự ngọt ngào, nồng nàn như trước. Mà nên tìm cách để hâm nóng tình cảm như là lên kế hoạch tổ chức một buổi giã ngoại du lịch ngắn hạn hay là tổ chức một buổi nấu ăn chung để hâm nóng tình cảm lại nhé. Đối với tuổi tân tỵ và tuổi đinh tỵ trong ngày hôm nay cần phải đặc biệt chú ý không nên thực hiện những công việc quan trọng như là xuất hành đi xa hay là ký kết những hợp đồng về tài chính quan trọng khác nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa điểm báo tiểu nhân giáng họa thận trọng trong cách hành xử tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ làm phật lòng người khác bởi những lời nói thiếu suy nghĩ của mình tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc áp lực là điều mà bạn khó có thể tránh khỏi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một thay vì nóng vội và bổ cuộc tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tình cảm của các cặp đôi có được sự hài hòa, gia đạo, an in. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 48, số 57, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang có được báo hiệu bạn có được vận trình ngày hôm nay hanh thông phơi phới nhiều niềm vui bất ngờ nhất là khi bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao của bạn sớm được hóa giải, trả lại cho bạn có được không khí làm việc trong lành, hiệu quả. Nhờ vậy mà công việc của bạn được tiến hành một cách thuận lợi hơn, có dấu hiệu thăng chức, tăng lương, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp cho mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này có thể chia mắt bạn, khiến cho bạn mệnh trở nên mù quáng, dễ vì cái lợi trước mắt mà đầu tư vào một hạng mục kém hoặc là tin lời người khác mà bị mất tiền oan. Vì thế trước mọi quyết định quan trọng, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm hơn bạn tử ngọ nhé. Bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm của bạn mệnh trong ngày hôm nay, tình cảm của bạn với người ấy trở nên rất tốt đẹp với những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng, nhất là khi cả hai đã nhận ra đối phương quan trọng như thế nào đối với mình nữa rồi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, vận trình được hanh thông phơi phới, có nhiều tin vui bất ngờ. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, hóa giải được những mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, công việc tiến hành được thuận lợi, có dấu hiệu thăng chức tăng lương. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có nguy cơ mất tiền, hao của, đầu tư thiếu hiệu quả, ruột ham cái lợi trước mắt. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm có được sự khởi sắc, mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng. Và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 36, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6, ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình ngày này bạn tuổi mùi đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này có thể làm cho bạn cảm thấy chán nản với những công việc hiện tại khi mà mọi thứ cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác thiêu một guồng quay bất di bất dịch. Có thể với bạn đang có ý định muốn nghỉ học hoặc là thôi việc thế nhưng với bạn cần phải có suy nghĩ thật chín chắn rõ ràng về vấn đề này nhất là ở thời điểm cuối năm như thế này bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi lại đang gặp ngày có màu khác với thổ cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại sinh nhiều vấn đề trục trặc bạn bệnh có thể sẽ gặp phải họa đào hoa khiến cho gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ trước những cán dọ ở ngoài kia với bạn tuổi mùi nên giữ mình để tránh phá hủy hạnh phúc mà mình đang có trong tay nhé Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ, không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim cảm thấy chán nản với công việc lặp đi lặp lại nhiều lần, tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy thận trọng trong ý định thôi việc, nghỉ học ở thời điểm cuối năm, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cuồng quay lặp đi lặp lại trong công việc, bảo mòn ý chí chiến đấu của bạn, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, chuyện tình cảm nảy sinh nhiều vấn đề trục trặc, tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, họa đào hoa dữ khiến cho gia đình đứng tên bờ vực tan vỡ và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 15 số 58 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than, tị hợi. Các điều này làm cho bạn gặp không ít những khó khăn trắc trở trong việc tìm cách hòa hợp thống nhất trong cách làm việc với đồng nghiệp và khi làm việc độc lập với bạn tuổi thân là một cá thể xuất sắc và luôn hoàn thành tốt những công việc được giao. Nhưng khi kết hợp với những người khác thì bạn lại luôn không thoải mái khi có những ý kiến trái chiều với đối phương. Và ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy nếu như bạn đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể bạn sẽ thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ trong ngày hôm nay. Và nhân cơ hội này bạn mệnh tuổi thân có thể bắt đầu lập ra những kế hoạch trong việc chi tiêu sao cho thật hợp lý cho mình và cho gia đình của mình trong tương lai nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, cái điều này gây nên không ít sóng gió cho con đường tình duyên của bạn. Với những hiệu lầm càng ngày càng sâu sắc, tình cảm cũng theo đó mâu thuẫn lớn dần mà ngày càng nhạt phai, vốn yêu thương nhau mà giờ lại xa cách, việc thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau đang đẩy mối quan hệ của hai bạn đi đến bờ vực tan vỡ. Vai tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy khó khăn trong việc tìm cách hòa hợp Thống nhất với đồng nghiệp, Tử Vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa luôn hoàn thành tốt những công việc được giao khi làm việc độc lập. Tử Vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ cảm thấy không thoải mái khi có ý kiến trái chiều trong quá trình hợp tác. Tử Vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc thu về khoản lợi nhuận đáng kể bên cạnh thu nhập chính. Tử Vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim con đường tình duyên có nhiều sóng gió, tình cảm càng ngày càng nhạt phai và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 33 số 52 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xám màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tỵ tử vi tuổi giàu thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày nhận được nhiều nguồn thu nhập. Có vẻ như với những công sức mà bạn tuổi Dậu đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua không hề uổng phí và giờ là thời điểm bản mệnh nhận được những thứ xứng đáng thuộc về mình nữa rồi. Ngày này, đối với những bạn thiêu nghiệp, kinh doanh, buôn bán, khoản lợi nhuận thu về trong ngày hôm nay càng khiến cho bạn thêm tự tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Các khoản đầu tư tưởng chừng như là bế tắc, nhưng nay đã có một dấu hiệu dần khởi sắc, chứng tỏ với những quyết định trước đây của bạn là hoàn toàn chính xác. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu á, lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này làm cho bạn cần phải tinh tế và khéo léo hơn trong các mối quan hệ xung quanh mình. Bạn hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới đang có ý đồ tiếp cận với mình. Nếu như bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình bạn tuổi Dậu nhé. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy nhận được nhiều nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa lợi nhuận thu về càng thêm tự tin vào con đường mình đã lựa chọn. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, các khoản đầu tư bế tắc trước đó nay được khởi sắc chậm rãi từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc thành quả hôm nay chứng tỏ những quyết định của bạn trước đó là đúng đắn từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần phải tinh tế và khéo léo hơn trong các mối quan hệ xã giao và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 46 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu tím quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt phù trợ cái điều này làm cho bạn đang có được cơ hội rất thuận lợi trong chuyện tình cảm ngày hôm nay bạn tuổi tuất các chuyện tình cảm được thăng hoa, nhất là đối với những ai đang còn độc thân. Đây là thời điểm để cho bạn chủ động hơn trong chuyện tình cảm và bày tỏ với đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ. Cơ hội sẽ trôi qua mắt nếu như bạn cứ mãi im lặng đó bạn từ tốt nhé. Còn đối với những cặp đôi á, bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn, thậm chí có người đang ganh tị với hạnh phúc mà hai người đang có. Và bạn tử tuất đừng thể hiện tình cảm quá nhiều trước mặt đám đông kẻ lệ vô tình, rức họa tiểu nhân đều bám. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất á lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này còn làm cho bạn gặp được khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Thậm chí với nhiều dự án, bạn cứ ngỡ đã thất bại rồi, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được. Nhưng tới phút cuối, tình thế lại xoay chuyển, bạn chẳng những không mất gì mà còn mang lại tiền bạc về đầy túi nữa. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có được cơ hội để tình cảm được thăng hoa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ đối với những bạn đang còn độc thân có nhiều cơ hội chủ động và bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đôi lứa có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tài chính được hanh thông, lợi nhuận thu về khả quan. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy với nhiều dự án tưởng chừng như là thất bại, nay đã xoay chuyển theo tình thế có lợi cho mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 66, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 26 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bà tuổi Hợi ạ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được vận quý nhân lục hợp chia chở giận đường chỉ lỗi cho bạn bạn đang có được đào hoa khởi vượng cho nên nhanh chóng đón tin vui về con đường tình cảm giữa bạn và người ấy đã giải quyết được những vấn đề đang quản tồn động tình cảm theo năm tháng càng ngày càng nồng nàn hơn và có thể hai bạn sẽ sớm bàn tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi Tuy nhiên, về công việc của bạn tuổi hợi trong ngày hôm nay lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm. Bản bệnh đang bị thiên quan khống chế, tiểu nhân hoành hành, cho nên khó có thể nhận được thành công như mình mong muốn, thậm chí có lúc còn bị kẻ xấu ngáng đường, cản trở sự tiến bộ của mình. Với bạn tuổi hợi, dù đã bỏ ra nhiều công sức, chỉ chờ ngày hái quả nữa thôi, nhưng bản mệnh có thể sẽ trở về tay không khi lọt vào bẫy của những kẻ tiểu nhân bởi bạn quá tin người và bây giờ phải trả giá cho sự sai lầm của mình. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có được quý nhân dẫn đường chỉ lối đào hoa khởi vượng. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đôi lứa giải quyết được những vấn đề đang còn tồn động. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc tình cảm theo năm tháng càng ngày càng nồng nàn hơn. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, tiểu nhân hoành hành cho nên khó nhận được thành công như mong muốn. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, chớ vội tin người, kẻo lọt vào bẫy của những kẻ tiểu nhân, ganh ghét, đố kỵ. Và đánh giá của bạn tử hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33 số 59, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.